bật lửa tự động đứt, đây là cây tự động đứt. Anh nào mà sưu tập hàng xưa mà thích, tôi thích hàng xưa, tôi thích còn đẹp, còn bóc luôn đó, và có nhiều tiền thì múc nó, tại vì nó rất là hiếm. Và cây này là cây tự động có chắn gió ha, đây mình bật là nó nhảy nắp và nó lên lửa luôn, và nó có chắn gió nè, nó automatic ha, đó, mình bật là nó nhảy nắp nó lên lửa luôn, automatic có chắn gió luôn anh thấy không, đó, có chắn gió luôn. Đây cho mình coi mọc của nó, Made in Japan mọc nổi nha, đó mọc nổi rờ lên là nó nổi trên thân của nó luôn nha. Made in Japan nằm trong đây nè, hàng của Đức ha, nè mình thấy nó gài lại nè, đó hay không, và nó có đèn, đó, đèn xưa ha, đèn dây tóc luôn. Nó anh nào lấy thì em sẽ hướng dẫn xài ha, em anh nào mà lấy em sẽ hướng dẫn xài nguyên lý của nó, tại sao nó xài nó cháy được ha. Nó là tự động và nó còn full box, và thân của nó là thân tám cạnh nha cả nhà, đẹp lắm, đẹp đến nỗi mà em bóc vô nó dính, tay em đẹp á, la niu á, đẹp lắm, đinh từ đầu nít từ A đến Z luôn. Mà anh nào mà sưu tập đồ cổ mà có tiền thì múc nó là y bài luôn, thân tám cạnh nè, kích cỡ so với cái thuốc cho mình dễ hình dung, thân tám cạnh nè, 2 3 4 5 6 7 8 full box ha. Mua anh nào chị nào mà có tiền mua tặng chồng cái xuất sắc, 10 điểm không có nhưng.